Hãy cùng VTV Hyundai Home Shopping vệ sinh nhà cửa, tưới rửa sân vườn của bạn cùng với dòng sản phẩm máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Dòng sản phẩm đang bán rất chạy trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping cùng với áp suất mạnh mẽ 1400W và từng tia nước có thể là đánh bay đi những bụi bẩn hoặc là những bức tường rêu phong. Vệ sinh sân vườn chuyển sang chế độ chăm sóc cây cảnh và đặc biệt là chúng ta cũng có thể kết hợp cùng với lại bình đựng dung dịch xà phòng để quý vị sẽ trở thành một chiếc máy để có thể rửa xe ô tô và gắn máy bên trong chính gia đình của mình. Mức giá cực kỳ ưu đãi được áp dụng trong dòng sản phẩm này để có những kèm thêm bộ sản phẩm quà tặng quý vị nha. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình này cùng với VTV Hyundai Home Shopping, dòng sản phẩm máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Mến chào quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, với những hình ảnh vừa rồi mà chúng ta vừa theo dõi thì chắc hẳn quý vị đã cảm nhận được rằng nếu như trong không gian sống của mình mà có ngay một chiếc máy phun xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi, nhỏ gọn, trọng lượng vừa phải lại còn dễ dàng sử dụng như vậy thì quý vị có thể thoải mái làm sạch ngay sân vườn nhà cửa của mình và cả những loại xe máy trong gia đình nữa, bảo hành 12 tháng. Thế nhưng chúng tôi sẽ còn tặng thêm cho quý vị một bộ quà tặng hấp dẫn nữa. Quý vị và các bạn có thể vệ sinh nhà cửa cùng với bộ lau nhà xoay tay 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân quý vị nha. Chúng ta sẽ có vách ngăn, một bên là lồng giặt để có thể giặt đi bông lau và một bên là chứa được đựng dung dịch và nước để rửa lau nhà gia đình của mình. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi dành cho máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi và quà tặng đó là bộ lau nhà xoay tay của thương hiệu Quý Phu Nhân. Và liên tục đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có cơ hội sở hữu ngay một trong những sản phẩm đang rất được ưa chuộng của VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi với áp suất công việc là từ 73 đến 105 bar, độ rung thấp, máy êm khi sử dụng, công suất động cơ lên đến 1400W, áp suất âm thanh 76 dB, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp là 220V 50Hz. Chúng ta dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi xa với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, trọng lượng vừa phải, bánh xe lắp bên dưới và đặc biệt chúng ta sẽ có kèm theo súng phun, vòi phun 4,5m dây ống nước và bình đựng dung dịch xà phòng. Với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, súng phun quý vị dễ dàng xịt rửa được mọi loại bụi bẩn cứng đầu như là rửa xe máy nè, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà nữa. Cùng với vòi phun sương thì mình chỉ cần một lượng nước nhỏ mà thôi là đủ dùng để tưới cây cảnh và làm sạch được các loại bụi bẩn. Nhanh chóng sở hữu ngay quý vị nha. Quý vị hãy nhanh chóng sở hữu máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi với một đầu nguồn nước có thể kết nối vào robinet nước gia đình của mình quý vị và các bạn. Sau đó chúng ta cũng có thể khởi hành máy rất là nhẹ nhàng, hạn chế sản sinh ra quá nhiều tiếng ồn và chuyển sang chế độ đó chính là vệ sinh ngay cả những cái sân vườn, sân thượng gia đình của mình, hoặc là chúng ta có thể chuyển sang chế độ phun và chăm sóc cây cảnh ở bên trong gia đình của mình, ngay những cái giàn hoa cao hay những cái cây nơi cao nhất, những cái bức tường chẳng hạn. Hãy cùng với Minh Trí chúng ta cùng trải nghiệm với dòng sản phẩm này và quý vị và các bạn chắc chắn sẽ đem lại sự yêu thích. Bởi vì sao, chúng ta cũng có thể chuyển sang một chiếc máy để có thể là rửa xe gắn máy ô tô bên trong chính gia đình của mình khi quý vị kết hợp chung với lại bình đựng dung dịch xà phòng, tẩy rửa đi những cái vết bẩn trên xe ô tô gắn máy và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết là trời mưa như hiện nay quý vị nha. Hãy sử dụng ngay với dòng sản phẩm máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, quý vị sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và bên cạnh đó, chúng tôi sẽ còn tặng ngay cho quý vị là bộ cây lau nhà xoay tay 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân nữa để chúng ta có thể là làm sạch nhà cửa của mình, vật dụng gia đình từ bên ngoài và đến cả bên trong nhà của mình các chị em nha. Như quý vị cũng đang quan sát thấy rằng là với đầu phần súng phun của chúng ta, mình dễ dàng điều chỉnh được nhiều cấp độ nước khác nhau và với những tia nước rất là mạnh kết hợp cùng với công suất là 1400W làm sạch được mọi vết bẩn. Quý vị ơi, hãy nhanh chóng sở hữu ngay nha, bởi vì quà tặng chỉ áp dụng trong chương trình mà chúng ta đang theo dõi mà thôi. Gọi với chúng tôi với điện thoại tổng đài 1900 7137 ngay bây giờ, giao hàng về tận nơi theo yêu cầu của mỗi gia đình. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi mức giá cũ 1.890.000 đồng, mức giá mới ưu đãi 1.690.000 đồng mà thôi. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm. Để nhận thêm quà tặng bộ lau nhà Quý Phu Nhân và một súng bắn keo tiện dụng, điện thoại đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Và
thưa quý vị, với bộ quà tặng mà chúng ta đang theo dõi ở đây, đó chính là bộ cây lau nhà xoay được 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân, thì sẽ chắc chắn giúp cho quý vị chúng ta lau sạch được nhà cửa nè, sàn nhà của chúng ta, đặc biệt là sàn gỗ nữa, rất là thoải mái luôn. Mình sẽ chỉ cần chúng ta nhúng nhẹ và vắt khô bông lau mà thôi. Bông lau thấm hút rất là tốt và còn nhanh khô nữa quý vị ạ. Sau đó thì mình không cần phải khom lưng vất vả như trước đây. Phần thân cây inox cán dài có thể dễ dàng gia giảm chiều cao, phù hợp với lại chiều cao của mỗi thành viên trong gia đình của mình, rất là thoải mái để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng quý vị nha. Và chỉ được áp dụng trong chương trình mà quý vị đang theo dõi mà thôi. Hãy nhanh tay gọi điện thoại về với chúng tôi để không bỏ qua cơ hội sở hữu ngay quà tặng này, cùng với lại sản phẩm chính với mức giá rất là hấp dẫn quý vị nha. Có ngay máy phun xịt rửa cao áp, nhỏ gọn, trọng lượng vừa phải và rất là dễ dàng sử dụng, đến từ thương hiệu Kachi, công suất là 1400W và bảo hành lên đến 1 năm trên toàn quốc nữa. Quý vị và các bạn đang có thể quan sát trong không gian phim trường của VTV và Đài Shopping ngày hôm nay với dòng sản phẩm chính, đó chính là máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Đầu tiên chúng ta cảm thấy là thiết kế rất là nhỏ gọn, tuy nhiên công suất hoạt động mạnh mẽ, cùng với cái phần tay cầm rất là chắc tay như thế này quý vị và các bạn nha, giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển, có thể là cầm nắm và cũng như là không cảm thấy là nặng nề. Tuy nhiên là chúng ta cũng cảm nhận an tâm hơn khi ở bên dưới lại có hệ thống là bánh xe, giúp cho quý vị và các bạn có thể là dễ dàng di chuyển ở mọi ngóc ngách khác nhau ở bên trong không gian sống gia đình của mình, để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đó là tưới rửa sân vườn hay là vệ sinh sân vườn ở trong chính gia đình của mình. Ngoài ra quý vị và các bạn sẽ an tâm khi chúng ta đi kèm theo rất là nhiều phụ kiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có ngay cái bộ phận là súng phun như thế này, và chúng ta sẽ có lắp ráp thêm hai vòi phun nữa quý vị nha, giúp cho chúng ta có thể là an tâm là cầm chắc tay như thế này đây. Và sau đó là chúng ta có thể là kết nối cùng với lại hệ thống đầu vòi như thế này quý vị và các bạn nha. Rất là đơn giản như thế này, quý vị có thể dễ dàng quan sát là lắp ráp đơn giản, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể là dễ dàng lắp ráp được cùng với hệ thống súng phun và vòi phun như thế này đây. Đúng rồi thưa quý vị, kết nối rất là nhanh gọn thôi, và còn có thể là kéo dài thêm cái phần độ dài của súng phun nữa để mình có thể là xịt rửa được nhiều loại bụi bẩn ở những ngóc ngách trên cao đó quý vị. Quý vị và các bạn có thể là dễ dàng quan sát khi mà chúng ta có thể là linh động lắp ráp cùng với cái hệ thống vòi phun như thế đúng này rồi. Rất là dài để chúng ta có thể là tiện cho cái việc là vệ sinh ở những cái bức tường hơi là cao một chút xíu như thế này quý vị và các bạn nha. Đơn giản, và sau đó là chúng ta sẽ có với hệ thống là dây nước lên đến đó là 4,5m ở phía sau của chiếc máy này như thế này, quý vị có thể là dễ dàng quan sát được. Cùng với hệ thống đúng dây rồi. Nước như thế này đây, thì chúng ta sẽ kết nối chung với lại hệ thống nguồn nước Domine trong chính gia đình của mình. Và chỉ cần là ghim điện vào, sau đó là chúng ta sẽ khởi động máy quý vị nha, cùng với lại bình đựng dung dịch xà phòng nữa, thì quý vị sẽ có thể là dễ dàng quan sát được là chúng ta sẽ chuyển thành một chiếc máy để có thể là vệ sinh được xe gắn máy hoặc là ô tô bên trong chính gia đình của mình. Đúng rồi thưa quý vị, và với độ dài của dây ống nước lên đến là 4,5m và còn kết hợp thêm với lại bình đựng dung dịch xà phòng nữa, thì quý vị có thể là chúng ta kéo luôn được cả chiếc máy phun xịt rửa cao áp Kachi này đi khắp nơi trong nhà của mình, từ sân vườn nè đến vào bên trong nhà. Và giống như là Minh Trí cũng đã chia sẻ đó quý vị, đó chính là chiếc máy phun xịt rửa cát của thương hiệu Kachi, hoạt động rất là êm và không gây ra độ ồn quý vị nha. Đồng thời quý vị cũng đang quan sát thấy đây, đó chính là phần bánh xe xoay được cả 360 độ như thế này. Và với phần bánh xe này rất là lý tưởng ở chỗ là khi mà chúng ta kéo ra sân vườn những cái nơi mà có những cái độ gồ ghề đó quý vị, thì mình không cần phải vất vả chúng ta mang vác như trước đây đâu ạ. Mình chỉ cần chúng ta đẩy nhẹ ở trên mọi địa hình khác nhau mà thôi, từ trong nhà nè ra đến sân vườn, ở những nơi có sàn đá hay là sàn gỗ đều rất là thoải mái luôn, kể cả thảm cỏ nữa. Và sau khi mà quý vị chúng ta đã cố định sản phẩm này rồi, thì ở đằng sau quý vị sẽ thấy đó, đầy đủ mọi phụ kiện sẽ được lắp ráp ở phía mặt sau của chiếc thân máy phun xịt rửa cao áp Kachi, bao gồm cả đó chính là bình đựng dung dịch xà phòng như vậy, kết nối cùng với một bộ dây ống nước dài lên đến là 4,5m, nên quý vị có thể dễ dàng kéo đến nhiều nơi khác nhau. Và quý vị yên tâm rằng nếu như các chị em phụ nữ mà chúng ta không thường xuyên phải lau dọn nhà cửa hay là rửa xe máy, thì với sản phẩm này quý vị cũng có thể dễ dàng sử dụng được. Ví dụ như với Trinh đi quý vị, đó Trinh có thể là dùng một tay của mình như vậy luôn, chúng ta mang lên như thế này nè, rất là gọn nhẹ luôn, trọng lượng cực kỳ vừa phải, và sau đó mình có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Cho nên ở trong nhà của mình đó quý vị, có máy phun xịt rửa cao áp Kachi á, thì ai cũng có thể dễ dàng sử dụng được thôi. Và đặc biệt là mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha, quý vị sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Chưa dừng lại, chúng ta sẽ có thêm một bộ sản phẩm, đó là bộ lau nhà 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân. Cùng với bộ lau nhà như thế này thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm thêm thời gian trong việc là vệ sinh sàn nhà gia đình của mình, và đặc biệt là thích hợp hơn khi gia đình của mình đang có lắp ráp được sàn gỗ nữa, chúng ta cũng có thể an tâm khi sử dụng với sản phẩm quà tặng như thế này. Thưa quý vị, chúng ta chỉ cần nhúng nhẹ từ 2 đến 3 lần mà thôi cho phần bông lau của mình, kết hợp cùng với phần nước và dung dịch xà phòng. Sau đó chúng ta chỉ cần lấy nhẹ nhàng lên và quý vị cho qua bên phần vách còn lại với mâm xay ly tâm 360 độ, và chúng ta chỉ cần nhúng nhẹ như vậy thôi, không cần phải dùng tay của mình đó Minh
trí đúng là rồi. Phải vắt lại nè, là phải sợ phần tay của mình là phần da nó sẽ bị khô đi rất là nhanh chóng quý vị nha. Và sau đó thì quý vị thấy đó, đã sẵn sàng lau được mọi loại sàn trong gia đình rồi, sàn gỗ nè, gạch đá, đá hoa cương và cả là gạch men nữa đều có thể sử dụng ngay. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc quý vị có thể mua sắm tại website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn ngày hôm nay với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, áp suất công việc là từ 73 đến 105 bar, độ rung thấp và máy êm khi sử dụng, công suất động cơ 1400W, áp suất âm thanh là 76 decibel quý vị nha, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C và nguồn cung cấp điện là 220V 50Hz. Chọn một bộ máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, chúng ta sẽ có rất là nhiều phụ kiện đi kèm, cùng với súng phun, vòi phun, 4,5m dây ống nước, bình đựng xà phòng, cùng với trọng lượng vừa phải và bánh xe lắp bên dưới sẽ giúp cho quý vị dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi xa. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi mức giá cũ 1.890.000 đồng, mức giá mới ưu đãi 1.690.000 đồng mà thôi. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong chương trình tuyệt đỉnh mua sắm. Để nhận thêm quà tặng bộ lau nhà quý phu nhân và một súng bắn keo tiện dụng, điện thoại đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị và các bạn đang quan sát là cùng với sản phẩm quà tặng ngày hôm nay, chúng ta sẽ có ngay bộ lau nhà 360 độ xoay tay của thương hiệu quý phu nhân và có vách ngăn ở bên giữa giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng từ khoang giặt sang khoang chứa đựng dung dịch rửa nhà của mình quý vị và các bạn nha, dễ dàng di chuyển, có thể là lau ở mọi ngóc ngách khác nhau, từ ở gầm bàn nè, gầm tủ nè, ở những cái ngóc ngách khó nhất thì giờ đây chúng ta không cần phải là khom lưng nữa. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và khác với không gian phim trường, sau khi Minh Trí đã hướng dẫn cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta lắp ráp với máy phun xịt rửa cao áp Kachi, thì giờ đây chúng ta đến với không gian đó chính là một sân vườn rất là quen thuộc. Và giờ đây quý vị có thể quan sát được là ở bên phía tay phải của Minh Trí là những cái bức tường mà sau một thời gian bị oxy hóa bên ngoài thì chúng ta sẽ có rất là nhiều rêu phong cũng như là rất là nhiều bụi bẩn. Trong việc là chà rửa sân vườn thì chúng ta phải rất là tốn nhiều công sức. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với máy phun xịt rửa cao áp Kachi, hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ tưới rửa sân vườn của mình quý vị nha. Như quý vị và các bạn đang quan sát thì sau khi chúng ta đã lắp ráp được với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi thì với hai phần đầu nối như thế này, với chiều dài là 1m2 và cũng như phần hưa dây dẫn nước là lên đến 5m, giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong việc là tưới rửa sân vườn của mình. Và sau khi chúng ta đã cắm điện vào kết nối với phần đầu vào và đầu ra của nguồn nước gia đình của mình thì giờ đây chúng ta sử dụng ngay với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi để bắt đầu công việc đó là tưới rửa sân vườn gia đình của mình quý vị nha. Như quý vị và các bạn đã thấy thì cùng với máy phun xịt rửa cao áp thì chúng ta đã có thể là tưới rửa và phun rửa sân vườn của mình và không phải tốn quá nhiều công sức quý vị nha. Và đặc biệt hơn là cùng với cái phần đầu ống thế này, chúng ta chỉ cần là xoay chuyển về phía bên tay trái thôi thì quý vị và các bạn sẽ chuyển sang chế độ đó là tưới rửa cây ở trong sân vườn của mình. Công việc tưới cây thì cũng cần xuyên phải chăm sóc hàng ngày, và giờ đây thì cùng với lại ống dây nước lên đến 5m như thế này sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể là di chuyển ở một khoảng cách xa hơn. Hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ trải nghiệm qua chế độ là tưới cây trong sân vườn quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài công việc đó là phun xịt rửa sân vườn thì với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi có thể làm được nhiều công việc khác, ví dụ như là chúng ta có thể là rửa xe ở trong chính gia đình của mình. Và giờ đây hãy cùng với Minh Trí chúng ta sẽ trải nghiệm thêm nhiều tính năng của chiếc máy này quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, đối với công việc rửa xe cùng với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi thì chúng ta nên xịt sơ cái phần nước đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ lắp ráp cái phần đầu nối này kết nối với phần bình đựng dung dịch tẩy rửa để chúng ta có thể là rửa sạch hơn chiếc xe máy gia đình của mình quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã xịt sơ một lần nước thì chúng ta sẽ tháo một phần đầu ống nối để kết nối với bình đựng dung dịch tẩy rửa quý vị nha. Sau đây thì Trí sẽ có thể là gỡ ra cái phần đầu của ống nối như thế này của máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Và sau đó thì quý vị và các bạn có thể là lắp ráp chung với lại bình đựng dung dịch tẩy rửa để chúng ta bắt đầu công việc rửa xe của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã phun rửa phần lớp xà phòng lên xe thì chúng ta sẽ lắp ráp lại phần đầu nối để tiếp tục công việc rửa xe máy trong chính gia đình của mình quý vị nha. Như vậy là quý vị và các bạn đã cùng Minh Trí có thể trải nghiệm được cùng với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, có thể tưới cây, phun rửa sân vườn và cả rửa xe máy trong chính gia đình của mình quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian phim trường VTV Hyundai Home Shopping cùng với Minh Trí và Tú Trinh tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn quý vị nha. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình mua sắm ngày hôm nay. Và nếu như trước đây thay vì chúng ta phải một tay là xách những cái thao nước nè, xô nước để mà làm sạch sân vườn nhà cửa, thì bây giờ quý vị chỉ cần một tay mà chúng ta chỉ cần kéo nhẹ nhàng máy phun xịt rửa cao áp đến từ thương hiệu Kachi mà thôi. Với trọng lượng gọn nhẹ và rất là dễ dàng khi sử dụng quý vị nha. Nhất là với phần bánh xe của chúng ta là xoay được 360 độ trên nhiều địa hình khác nhau, cả thảm cỏ nè hay là cả là sàn gỗ cũng như là những cái loại gạch đá nữa quý vị ạ. Và khi mà quý vị chúng ta đã cố định chiếc máy này rồi thì đầy đủ những phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là quý vị sẽ thấy đó chính là cả phần súng cũng như là vòi súng rất là dài như vậy. Để làm chi ạ? Để giúp cho quý vị chúng ta có thể dễ dàng mình kết hợp cùng với lại lực tay cầm của mình. Và sau đó thì với công suất là 1400W thì lực tia nước phun ra sẽ rất là mạnh luôn, giúp cho quý vị chúng ta có thể dễ dàng làm sạch được mọi loại bụi bẩn nè ở những ngóc ngách khó chịu nhất đó quý vị. Và quý vị còn có thể dễ dàng chúng ta kết nối thêm cái phần chiều dài của súng phun. Để làm chi ạ? Để chúng ta có thể kéo dài thêm độ dài như thế này luôn. Cho nên là mình có thể là phun xịt rửa được những cái vật dụng như ở trên cao nè, rửa cây cối ngoài sân vườn nè, rất là thoải mái quý vị nha. Chưa hết đâu ạ, khi mà quý vị chúng ta cùng quan sát kỹ hơn ở phần phía sau thì quý vị cứ an tâm một điều rằng là với phần dây ống nước với độ dài lý tưởng lên đến là 4,5m như vậy, lại còn kết hợp thêm đó chính là bình đựng dung dịch xà phòng nữa, cho nên là mình chỉ cần cố định máy thôi và chúng ta có thể dễ dàng mang chiếc máy phun xịt rửa cao áp Kachi này đến mọi ngóc ngách khác nhau, rất là lý tưởng đó quý vị. Từ đó thì mình có thể an tâm làm sạch sân vườn, xe gắn máy nè, rồi cả xe hơi trong gia đình của mình nữa mà không mất nhiều thời gian và công sức như trước đây. Một lần đầu tư duy nhất để cho công việc tưới rửa, chăm sóc sân vườn, vệ sinh nhà cửa và đặc biệt là rửa xe trong gia đình của mình sẽ trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn. Và đặc biệt là quý vị sẽ có một cơ hội tiết kiệm mua sắm khi chúng ta đặt hàng trong thời gian phát sóng chương trình này. Trong thời gian còn lại khi đồng hồ đang trả ngược về khâu ở góc phải màn hình để quý vị mang về nhà thêm một bộ quà tặng, đó là bộ lau nhà xoay tay 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân. Như đây quý vị đang quan sát là từ nay thì chị em phụ nữ thì không cần phải lo lắng nữa, và cả đứng mày râu cũng có thể là phụ giúp những người phụ nữ trong gia đình của mình với bộ lau nhà xoay tay lực ly tâm là 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân. Quý vị và các bạn sẽ có thể dễ dàng là một mâm để có thể là đựng được dung dịch rửa nhà cửa của mình cùng với lại nước, và chúng ta sẽ thành dễ dàng là giặt đi cái phần bông lau, dễ dàng thấp húng cũng như là có thể là đẩy lên những cái vết bẩn ở trên sàn nhà, và đặc biệt là gia đình của mình đang có sàn gỗ nữa, chúng ta chỉ cần là vắt khô ở bên trong cái mâm giặt như thế này quý vị và các bạn nha. Chỉ cần là ấn nhẹ mà thôi. Không cần phải là khom lưng hay là chúng ta cảm thấy là vất vả quá trong việc là vệ sinh hay là lau nhà trong chính gia đình của mình. Và từ đó thì chúng ta cũng đã có ngay với bộ lau nhà và cán lau nhà rất là dài như thế này. Tuy nhiên chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian đặt hàng còn lại mà thôi. Và để đặt hàng thì số tổng đài rất quen thuộc. 1900 7137, đó chính là số điện thoại đặt hàng ngay bây giờ của VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị nếu như mà chúng ta có những thắc mắc nào về cách sử dụng nè, cũng như những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, hoặc là quý vị cần giao bộ sản phẩm này đi kèm với quà tặng về tận địa chỉ nào thì chỉ cần gọi ngay với chúng tôi ngay bây giờ quý vị nha. Cơ hội được nhận ngay một bộ cây lau nhà 360 độ Quý Phu Nhân thì chỉ có trong chương trình mà quý vị đang theo dõi mà thôi. Hãy lưu ý về mặt thời gian để chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại ngay và không bỏ qua cơ hội của mình quý vị nha.
Quý vị và các bạn đang quan sát là cùng với bộ lau nhà xoay tay 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Đây là một dòng sản phẩm cũng được yêu thích rất là nhiều quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Home Shopping yêu thích dòng sản phẩm này để giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, công sức vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là dành tặng cho chị em phụ nữ, những người nội trợ lau được mọi ngóc ngách khác nhau bên trong chính gia đình của mình, gầm bàn, gầm tủ, gầm ghế sofa, phòng khách, phòng ngủ hay là cả hành lang lan can gia đình của mình chẳng hạn. Từ đây chúng ta đã có ngay trọn một bộ lau nhà. Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì khi mà chúng ta có ngay sản phẩm chính là máy phun xịt rửa cao áp Kachi thì quý vị sẽ có ngay súng phun dễ dàng xịt rửa được mọi loại bụi bẩn luôn, cứng đầu nhất nè, như là chúng ta rửa xe máy, xe ô tô, tường nhà, sàn nhà và cả tưới cây nữa. Vòi phun sương thì mình chỉ cần một lượng nước nhỏ thôi là đủ để tưới cây cảnh và làm sạch được các loại bụi bẩn khác nhau. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi mức giá cũ 1.890.000 đồng, mức giá mới ưu đãi 1.690.000 đồng mà thôi. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm. Để nhận thêm quà tặng bộ lau nhà Quý Phu Nhân và một súng bắn keo tiện dụng, điện thoại đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì hãy cùng dành một chút thời gian nữa trước khi kết thúc chương trình và chúng ta hãy cùng theo dõi về cách lắp ráp rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng của máy phun xịt rửa cao áp Kachi quý vị nha. Khi mà chúng ta kết nối phần đầu vòi cùng với nguồn nước trong gia đình của mình, sau đó thì quý vị sẽ có ngay là phần súng phun và vòi phun rất là dài luôn, cùng với áp lực rất là lớn và công suất là 1.400W nữa. Quý vị cần phải tưới cây cảnh ở trên cao nè, quý vị cần phải làm sạch sân vườn hay là chúng ta làm sạch những bậc cầu thang hoặc là cái khoảng sân trước nhà của mình đã phủ đầy rêu xanh rồi thì mình vẫn có thể dễ dàng sử dụng ngay, thay vì trước đây là chúng ta phải đem xe máy của mình hoặc là xe ô tô của gia đình đi ra bên ngoài tại những tiệm rửa xe máy chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thì quý vị không có thời gian thì ở nhà của mình và những ngày cuối tuần vẫn có thể cùng nhau chúng ta dễ dàng sử dụng ngay, kết hợp phần súng phun nè cùng với là bình đựng dung dịch xà phòng và cả dây ống nước với độ dài lên đến là 4,5m nữa là thoải mái làm sạch được mọi vật dụng trong gia đình thôi. Một lần đầu tư duy nhất chúng ta đã có ngay máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, kết hợp vòi phun, súng phun và bình đựng dung dịch xà phòng để có thể là tẩy rửa xe ô tô, gắn máy bên trong chính gia đình của mình, đặc biệt là trong những điều kiện thời tiết ví dụ như đi trời mưa chẳng hạn. Chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần nào chúng ta ở nhà và chúng ta có thể là vệ sinh xe máy, ô tô rất là đơn giản khi lắp ráp mà những cái bộ phận của chiếc máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi. Hãy cùng trải nghiệm và đặc biệt là quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm thêm thời gian để có thể là dành riêng thời gian này dành cho những thành viên khác bên trong chính gia đình của mình trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và thưa quý vị, với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, áp suất công việc là từ 73 đến 105 bar quý vị ạ. Cùng với độ rung thấp và máy êm khi chúng ta sử dụng mỗi ngày, công suất động cơ là 1.400W rất mạnh mẽ. Áp suất âm thanh là 76 decibel không gây ra nhiều tiếng ồn khi hoạt động. Nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C và nguồn cung cấp điện là 220V và 50Hz. Và khi nhận hàng ngay tận nhà, quý vị vui lòng kiểm tra đầy đủ bộ phụ kiện nha. Máy phun xịt rửa cao áp Kachi sẽ có súng phun, vòi phun, 4,5m dây ống nước, bình đựng dung dịch xà phòng với trọng lượng vừa phải và bánh xe được lắp bên dưới giúp cho chúng ta dễ dàng di chuyển ở nhiều nơi khác nhau. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi mức giá cũ 1.890.000 đồng, mức giá mới ưu đãi 1.690.000 đồng mà thôi. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm. Để nhận thêm quà tặng bộ lau nhà Quý Phu Nhân và một súng bắn keo tiện dụng, điện thoại đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Hy vọng rằng khi quý vị và các bạn sở hữu được với chiếc máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi thì chắc chắn là công việc vệ sinh nhà cửa, tưới rửa sân vườn, chăm sóc cây cảnh và tưới cây cũng như là rửa xe bên trong chính gia đình của mình nữa sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển với có bánh xe lắp đặt quý vị nha. Kết hợp cùng với vuông bình dung dịch xà phòng và với ống nước dài là 4,5m, mức giá cực kỳ ưu đãi để chúng ta sẽ có một lần đầu tư duy nhất mà thôi, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và quý vị sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Và như bây giờ quý vị cũng đang thấy là khi mà chúng ta ngay tại nhà của mình thì bộ phụ kiện sẽ đầy đủ là từ súng phun nè, tới vòi phun được kéo dài ra, dây ống nước có độ dài là 4,5m cùng với lại bình đựng dung dịch xà phòng nữa. Để quý vị chỉ cần chúng ta lắp ráp lại các đầu nối với nhau thôi và sau đó thì mình sẽ có ngay một phần thân máy gọn nhẹ và trọng lượng vừa phải nữa. Chúng ta có thể là dùng một tay của mình vẫn có thể xách lên và chúng ta di chuyển được. Còn nếu như không cần xách lên thì quý vị sẽ có ngay là phần bánh xe xoay được 360 độ trên nhiều địa hình khác nhau. Mình chỉ thấy là trước đây á, khi mà chúng ta thường phải rửa xe nè hay là chúng ta lau dọn sân vườn
thường mình phải mang ra là xô nước và thao nước rất là đầy và nặng như vậy. Đúng rồi. Thì bây giờ mình không cần như vậy nữa quý vị nha. Mình kết nối với lại nguồn nước trong gia đình và mình đã có ngay máy phun xịt rửa cao áp Kachi bảo hành cho quý vị 1 năm luôn, và sau đó mình chỉ cần di chuyển thật là nhẹ nhàng đến nhiều địa hình khác nhau. Lễ Tết trong gia đình nè, mình có thể làm mới được sân vườn của nhà mình tưới cây cao mỗi ngày, mình có thể rửa xe máy, xe hơi vào những ngày cuối tuần mà chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài nữa. Nhẩm tính lại thì mình cũng tiết kiệm một khoản chi phí kha khá đó quý vị. Và đặc biệt là quý vị sẽ tiết kiệm hơn khi đặt hàng thành công trong những phút cuối cùng để chúng ta sở hữu thêm dòng sản phẩm quà tặng, đó chính là bộ lau nhà xoay tay 360 độ của thương hiệu Quý Phu Nhân, để giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian trong việc là lau nhà ở nhiều ngóc ngách khác nhau, cùng với bông lau là sợi microfiber thấm hút cực tốt để chúng ta có thể là đẩy đi những cái vết bụi bẩn, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng thích hợp dành cho sàn gỗ bên trong chính gia đình của mình quý vị nha. Hãy nhanh chóng nắm bắt và đặt hàng, quan trọng là số tổng đài rất quen thuộc 1900 7137, hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang có những thắc mắc, hoặc là chúng ta nhà mình đã có bộ sản phẩm này rồi mà quý vị muốn gửi trọn bộ sản phẩm này và đi kèm với quà tặng về những nơi như là quê nhà của mình nè, nơi ông bà cha mẹ của chúng ta có những cái khoảng sân vườn rất là rộng luôn đó Minh Trí à. Đúng hoặc rồi. Là thường hay trồng những cái loại cây cao, cây kiểng ở trước sân nhà của mình, thay vì chúng ta phải vất vả là xách từng xô nước đi đến từng nơi khác nhau, thì quý vị chỉ cần một lần kết nối với nguồn nước trong gia đình, sau đó là mình thoải mái nha. Mình kết nối phần xuống phun dài ra và chúng ta có thể rửa được những cái loại cây cảnh ở phía trên cao luôn, mà không cần phải lo lắng, không cần phải nhờ ai giúp đỡ cả. Đây là một sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trên VTV Hyundai Home Shopping, và là một sản phẩm cần thiết dành đến cho không gian sống của mỗi gia đình. Và chúng tôi bảo hành cho quý vị với thời gian lên đến là 12 tháng trên toàn quốc, kèm với lại bộ sản phẩm quà tặng đi kèm. Với quà tặng đi kèm đó quý vị, thì mình vừa làm sạch ở trong nhà của mình nè, từ sàn gạch men, đá hoa cương cho đến là sàn gỗ nữa, để trong nhà của mình nó Minh Trí ở ngoài sân vườn cũng sạch mà ở trong nhà cũng sạch luôn. Cho nên đây là một sự kết hợp giữa sản phẩm chính và quà tặng rất là hấp dẫn. Khi đặt hàng trong chương trình này thì VTV Hyundai Home Shopping luôn luôn đi kèm với nhiều chương trình khuyến mãi đúng khác rồi. Nên chúc cho quý vị và các bạn sẽ được sở hữu thêm với nhiều ưu đãi mà chúng tôi đang mang lại quý vị và các bạn nha. Chương trình đang được phát sóng trên VTV Cáp 13 được phủ sóng toàn quốc, và khi quý vị đặt hàng thì chắc chắn chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Và thưa quý vị, đối với những chương trình khuyến mãi đang được phát sóng kèm với lại các chương trình mà quý vị vừa theo dõi, thì quý vị vừa có sản phẩm ở trong chương trình chúng ta đang mua sắm nè, lại còn có thêm quà tặng mà nhận ngay tại nhà của mình cùng với VTV Hyundai Home Shopping nữa. Và những sản phẩm quà tặng của chúng tôi đều là những sản phẩm quà tặng rất là chất lượng quý vị nha, để quý vị có thể tận dụng ngay và sử dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình thôi. Thời gian mua sắm của gia đình mình và quý vị đang theo dõi không còn nhiều nữa rồi, hãy nhanh chóng gọi điện thoại về ngay. Còn nói đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần kết thúc rồi. Tú Trinh và Minh Trí chúc cho quý vị sẽ luôn luôn có được những không gian sống thật là mát mẻ, sạch sẽ và không còn lo lắng về bụi bẩn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình mua sắm hấp dẫn tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang có cơ hội sở hữu ngay một trong những sản phẩm đang rất được ưa chuộng của VTV Hyundai Home Shopping, máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi với áp suất công việc là từ 73 đến 105 bar, độ rung thấp, máy êm khi sử dụng, công suất động cơ lên đến 1400W, áp suất âm thanh 76 dB, nhiệt độ nước tối đa là 50 độ C, nguồn cung cấp điện áp là 220V 50Hz. Chúng ta dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi xa với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, trọng lượng vừa phải, bánh xe lắp bên dưới, và đặc biệt chúng ta sẽ có kèm theo súng phun, vòi phun 4,5m, dây ống nước và bình đựng dung dịch xà phòng. Với máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi, súng phun quý vị dễ dàng xịt rửa được mọi loại bụi bẩn cứng đầu như là rửa xe máy nè, xe ô tô, tường nhà và cả sàn nhà nữa. Cùng với vòi phun sương thì mình chỉ cần một lượng nước nhỏ mà thôi là đủ dùng để tưới cây cảnh và làm sạch được các loại bụi bẩn. Máy phun xịt rửa cao áp của thương hiệu Kachi mức giá cũ 1.890.000 đồng, mức giá mới ưu đãi 1.690.000 đồng mà thôi. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong chương trình Tuyệt đỉnh mua sắm. Để nhận thêm quà tặng bộ lau nhà Quý Phu Nhân và một súng bắn keo tiện dụng, điện thoại đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping.